ngày trời xuân trong tay phật thương long lanh bông hoa trên cành. Em đi trong bình minh trong sương không yêu yêu đi gần đây phong bên tay và tình trong tay ngày mai vươn tới. Ba con cá này cá có ba con này.
ไปอย่างนี้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 ไปอย่างนี
nhưng mà nếu vậy ai có cách sang được được thì sang đi lên Nam Cuba qua má máy bay về nước luôn. Chỉ có 20.000 đồng thôi. Đấy, 3 vé qua tay là 3 vé chủ chiều bay. Đấy, chúc em may mắn 20.000 3 vé. Đặc biệt em nào bé là 6 vé 40.000. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chú con ơi, chạy. Hết vé chưa? Chạy con ơi. Bắt đầu bà con, chú Ú, ông này ổng, chú ý. Chú ý là chú Ú. Và chí ú là chí đực. Trời đất ơi. Rồi, chị 20.000. Dỡ lên luôn con. 20.000 ba vé mà con cô bác ơi. 20.000 ba vé mà con cô chủ 16 vé là em sẽ tới đây nhìn nha. Nó mỏi trục xuống. Rồi, đi con đây. Đây. Rồi, bay nữa đây, bay. Dạ, chú ý, bắt đầu, chạy được con. Chú mèo trèo lên cây cao. Hỏi thăm chú Dục đi đâu vấn à. Số môi à. Số môi trả kế. Đó, bảo biết ơi, vui bảo biết ơi. Đó, bảo biết, bảo biết, mua vô con trai đi. Vui vô con. Dạ, bảo biết, mua vô đi du lịch chưa? Lấy nhà đi du lịch chưa? Dạ, mua vé trốn đi ra, đi ra trang, dụng cầu ra tiếp luôn nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bữa tô và để thương những thói quen, tìm niềm vui ngày cũ, tìm bạn bè và tìm một chút vật mai cho ngày đầu năm mới. Và đến đó hòa cùng đám đông nước người nước ngoài tròn tròn trước sân khấu, đặt đắp đánh tiền mua cho mình một tờ vé, rồi như thế chờ từng con số từ người hô hát lên sân khấu. Thất kể em nhớ năm 2000 sân khấu một xa xài lắm anh, nhưng từ sát khu một đã thấy đông nghìn người và chỗ ô tô rồi. Cái kiểu ô tô ở đây rất là họ muốn biết khách chế lời lung tung những đoạn quê đê hay là cái đi phía xứ mà hát rất hoài mà kể chuyện này hỏi kia rồi hát về đi vương về mấy tỷ nhân đi xuyên Nam Phước thành thử ai nghe chuyện kìa. Tôi biết lô tô đã chứng hiệu quê mình rồi. Bây giờ thì rõ ràng không đông như hồi xưa, nhưng mỗi đêm ít cùng chừng vài trăm người mấy chơi lô tô, chứng tỏ sức sống của đoàn dân này vẫn còn duy trì địa phương mặt mình. Lô tô dân gian như một hoạt động văn hóa vui Tết đón xuân, giao thẳng cho đoàn thanh niên đứng ra tổ chức cho người dân vui chơi. Địa điểm thì cứ xoay vào quanh từ khu phố chợ qua sân trường đến tình trọng, xuống dưới xe rồi đến lại sân vận động huyện. Khoảng 10 năm trở lại thì có một tình và văn hóa khu phố tập xuống đến bây giờ. Những người hệ thấy sụp lịch diễn sân khấu kê mới đầu quầy kéo biển khá sắc ta đoàn lô tô là biết xuân đã rất gần. Kính thưa cô bác, năm bắt tay đông lô tô phổ thông xin ra mắt kính tôi vui nhộn của hội lô tô thành một thứ âm thanh đặc trưng cho lết ở nơi này. Đêm hội và câu gặp lại những gương mặt cũ cũng là âm thanh đất kỳ quá hay ngồi từ góc đã ba phố chợ Nam Phước hay là anh ta thông minh đi đường thì gặp không biết bao nhiêu lần, mà giờ thì mấy ông này lắp vết thẳng mai đã thành trung tâm của đám đông. Họ bắt số từ sân khấu đến đoạn gặp ra không khỏi nhưng là con số cuối trong giải năm con số 1000 tôi giúp vai trúng tượng là vừa hát vừa phát trò cho tâm thần vừa hồn từ chân dịch vừa hồn hồn như người cầm tờ vé đã trúng thẳng con số chỉ chờ con số cuối là con cờ kinh con số may mắn của mình trong năm mới. Mong nhà cũng nắm chiêu nghe và một vòng xem số cứ thoát được những con cờ kinh mà khán giả đánh chờ rồi ông rau tứ này rồi bẻ lá sang một con số khác đến giờ cuối cùng mới công bố số lô tô vui nhất là giờ khác đó. Phân hướng bao giờ cũng là một tặng vật mang tổ chức đặt hàng ở một cửa tiền lớn của số trợ nên thưởng tiền nhỏ hay to tùy theo giá trị vé. Vé 10.000 đồng thì có một chiếc xe đạp mặt máy quạt hơi nước, vé mệnh giá lớn hơn thì cũng phải gặp thủ lạnh tiên tri như lửa lắm với hai người được cuối cùng đại thuận ba người chúng ta đã có một chiếc xe đạp nên tiền bù tiền để lấy tặng vật còn lại đi nhau đầu xuống. Tôi nhớ năm đoàn lô tô sáu Hết thứ ba là con số 7, số 9 này. Hết thứ ba là con số 7 này. Số 7 tặng 1, tặng 2, tặng 3. Rồi chứ, lại đây. Đặt chút bóng sau này. Đó, rồi, đó. Anh ta. Sáu mươi sáu Rồi, thắp sáng lên cỏ, kêu rau thơm đăng lên nè nhé. Chú ấy nè, ba con gà.
Rồi các cái ba lan bỏ dừng rồi thân thành cái này bỏ dừng rồi nè. Hai con cá một con cua này, hai con cá một con cua này, hai con cua này. Chúng ta sẽ sắp tải của chương trình Hai Xuân của Cảnh Nam Quốc. Đó là nhà tài trợ. Nhà tài trợ chính đó là gia đình ông Nguyễn Công Tư. Và nhà tài trợ sông tài trợ đó là ông Tuấn Công Tư. Cũng đang có mặt tại sắp tải. Thưa toàn thể tất cả quý vị, đây là hai nhà tài trợ chính cho công tác tổ chức. Và cùng với những nhà tài trợ thì mùa xuân năm nay bà con cô bác mình sẽ nhận được rất nhiều những phần quà hết sức giá trị mà chúng tôi sẽ trải đều từ đêm mùng 1 cho đến đêm mùng 10 Tết âm lịch. Thưa toàn thể tất cả quý vị, đêm mùng 1 Tết là đêm đầu tiên, đêm rất là thiêng liêng và rất là tình cảm. Cho phép tôi sẽ được thay mặt cho khu vui xuân tỉnh Đắk Lắk xin được trân trọng phát ngôn với tất cả quý vị, chuyển lời từ ban tổ chức, chuyển lời của lãnh đạo địa phương, xin được gửi lời đến tất cả quý vị lời kính chúc gần xa hạnh phúc an vui xin gửi đến với mọi nhà, bao nhiêu khó khăn xin gửi trôi qua hết để rồi chúng ta đọc lại cái mùa xuân này là lời hát và tiếng ca. Chương trình chào xuân mới 2023 xin được phép bắt đầu. Và điểm mở đầu chương trình giao lưu tại sân khấu của chương trình ca nhạc xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một giọng ca. Anh đã từng là một trong những người không thể thiếu trong cái bộ đồ Tết đến xuân về. Và anh đã từng là một trong những giọng ca được rất nhiều khán giả yêu chuộng. Xin được trân trọng mời tất cả quý vị thưởng thức ca khúc đầu tiên. Bài hát chúng tôi mời quý vị chúng ta lắng nghe đó là ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hà. Ca khúc được vang lên vào lúc 11:30 ngày 30/4/1975 khi đất nước của chúng ta đã hoàn toàn thống nhất và nở hoa độc lập. Xin được trân trọng mời giọng ca của anh Quang Thắng ca khúc Đất Nước Trọn Niềm Vui sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chúng tôi nhận được sự tài trợ và hỗ trợ rất là lớn từ các bạn thành viên. Xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn và xin được tiếp nhận tình cảm của các nhà tài trợ và các cặp tình quân mời sự liên hệ cho công tác tài trợ tại sân bãi cũng như trợ giúp cho bà con cô bác chúng ta với những hộ khó khăn, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh neo đơn, hộ
trường hợp đặc biệt quý vị chúng ta liên hệ với ban tổ chức khu vui xuân tỉnh Đắk Lắk.